Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem vườn sen có 2 tầng lớn nhất Việt Nam nhé. Giờ mình sẽ giới thiệu trước về cơ sở hạ tầng của vườn sen đá trên cao này cho mọi người nha. Đầu tiên thì mình sẽ có mái tôn. Mái tôn thì ở đây mình sẽ dùng là tôn sáng nha mọi người. Tôn sáng thì có tác dụng là vừa tránh được mưa và vừa có ánh sáng cung cấp cho sen đá. Tiếp theo ở dưới phần mái thì mình sẽ có phần lưới kéo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo thử cho mọi người xem nha. Ở đây là đang lúc mình kéo vào rồi các bạn. Mình kéo vào thì nắng sẽ được giảm đi rất là nhiều. Nó dành cho những cái buổi trưa các bạn thì sẽ đỡ bị cháy cây. Còn khi trời mát thì mình sẽ kéo nó ra cho nó có nhiều ánh sáng hơn. Đó, nó sẽ giúp cây sen phát triển được tốt hơn nha mọi người. Dưới phần lưới kéo thì mình sẽ có thêm một dàn phun sương nha mọi người. Dàn phun sương này thì chủ yếu là để khi mà chưa nắng mình lên vườn, mình làm việc, mình soạn đơn đồ các thứ thì nó sẽ mát, chứ còn phun sương bật cả ngày thì cũng hơi tốn kém. Bên cạnh dàn phun sương thì mình sẽ có thêm quạt công nghiệp nha mọi người. Đó, phun sương không là nhiều khi cũng chịu không nổi đâu, những lúc mà mùa hè chưa nắng nóng ấy, nên là mình phải bổ sung thêm quạt. Quạt thì mình sẽ sử dụng thường xuyên hơn. Đó, quạt này thì mình có thể xài cả ngày cũng được các bạn. Ở vườn mình thì có trang bị 3 cái quạt công nghiệp. Tiếp theo là mình có hệ thống tưới cây nha mọi người. Nó sẽ gồm những cái bồn rất là to như thế này. Bồn này thì mình có thể sử dụng nước mưa. Nước mưa thì mình có thể hứng nước từ trên mái tôn chạy xuống bằng cái vòi to này. Còn vào mùa khô không có mưa mà nắng nhiều thì mình sẽ dùng cái vòi này để mình bơm nước máy vào bồn để mình dự trữ và sử dụng. Đối với vườn sen đá trên cao thì chắc chắn là không thể thiếu được cái thang nâng này nha các bạn. Cái này thì mình sẽ dùng để đưa cây lên và xuống cho nó tiện lợi, chứ bê cầu thang là hơi bị đuối luôn đấy. Giờ mình sẽ bấm thang cho mọi người quan sát nha. Ở đây là thang đang đi xuống nha mọi người. Còn giờ mình sẽ bấm lên. Hiện cái thang này của bên mình thì nó chịu tải được tới 300-400 kg luôn nha. Nên là mình có thể vận chuyển đất đá cây cối đồ thoải mái luôn ấy. Đây là những cây sen đá chủ đạo bên vườn mình nha các bạn. Vườn mình thì mình sẽ chuyên về những cây sen đá nhập khẩu hơn. Đó, đây là toàn những cây xịn sò và các bạn có thể quan sát là đủ các loại màu sắc khác nhau và kích cỡ nó cũng khác nhau nha các bạn. Sen đá nhập khẩu thì bên mình có rất là nhiều loại, từ loại vài chục cũng có cho tới là vài triệu nha. Đủ các mẫu mã khác nhau để mọi người lựa chọn. Bên cạnh những cây sen nhập khẩu thì bên vườn mình còn rất là nhiều những cây sen thuần sẵn như thế này nha. Những cây này thì đều đã được trồng lại từ hơn một tháng tới hơn một năm rồi. Và mình đã trồng với giá thể phù hợp xứ nóng nên là các bạn có thể về là chơi luôn cũng được. Không cần phải thay đất trồng lại tốn thời gian nữa nha. Dành cho những bạn nào mà mới chơi hoặc là chưa biết cách trồng thì có thể chơi loại này. Đó, về mình chỉ việc chăm sóc và tưới nước thôi chứ không cần phải trồng tốn thời gian nữa. Bên cạnh những mẫu sen xịn sò thì mình còn có hàng phổ thông dành cho những bạn nào mà thích chơi trồng từ cây nhỏ lên nha mọi người. Đây là những cây sen bầu thì giá nó cũng rẻ thôi, chỉ tầm mười mấy ngàn một cây thôi các bạn. Và ở đây thì cũng có đủ mẫu luôn, tầm hơn 100 loại khác nhau, đủ màu sắc nha. Đây là khu sen xịn sò nhất của vườn mình nha mọi người. Ở đây chủ yếu là những cây mình đã sưu tầm được trong 6 năm qua. Có rất là nhiều loại khác nhau luôn, từ những dạng đột biến như là đột biến lá này, đột biến cà rét và đột biến màu sắc. Và kèm theo đó là những cây già thụ mình đã trồng lâu rồi. Đó, lên màu sắc cũng rất là đẹp, các bạn có thể quan sát. Đây là rất là nhiều màu khác nhau và kích cỡ nó cũng khác nhau luôn nha. Đa số những cây này thì mình chơi thôi chứ mình không có bán nha mọi người. Nhưng mà lâu lâu thì mình vẫn có gả một hai cây cho những bạn nào có đam mê.
mình đã giới thiệu sơ qua về khu vườn sen đá 2 tầng lớn nhất Việt Nam cho mọi người biết rồi nha. Các bạn có nhận xét gì về khu vườn của mình thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé.